Khi mà mua xe đã qua sử dụng á, thì mình quan tâm nhất á, đó là về chất lượng xe anh chị nha. Như những cái xe mà em ghi hình gửi đến các anh chị đây á, đều đã được cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số zin, không tua đồng hồ km keo sùng chỉ zin hết anh chị nha. Nên về chất lượng xe thì các anh chị hoàn toàn yên tâm. Pháp lý xe cũng vậy luôn. Nếu mà sau khi anh chị lấy xe về á, hoặc là sau khi ra tên chị luôn mà anh chị kiểm tra ra kiểm tra thầy thợ hoặc là kiểm tra hãng cũng được nữa, mà nói là cái xe này bị lỗi thì bên em sẽ hoàn tiền lại cho anh chị 100% anh luôn anh chị nhé. Như chiếc Honda City Top sản xuất 2017 này nè, mặc dù đã hai đời chủ rồi nhưng mà cả hai đời chủ đều bảo dưỡng đều tại hãng thôi, nên chất lượng xe cũng còn tuyệt vời lắm ạ. Xe này thì có hai lớp trước hai lớp sau vẫn là zin theo xe anh chị nha, nước sơn thì liền lạc không có xước xát gì cả. Và mình cùng vào phần nội thất xe nè anh chị, nội thất còn đẹp lắm, tapi rất là mới luôn, còn ghế da cũng vậy nữa nè, đây, ghế da còn đẹp lắm anh chị nha, bảo dưỡng full hãng anh chị nha, nên chất lượng xe thì các anh chị hoàn toàn yên tâm. Đây là vô lăng xe nè, vô lăng thì cũng có bọc da, có cruise control, có lẫy số tay luôn, chạy 59 ngàn thôi, bản tốp là bản cao rồi, trang bị nhiều tiện ích lắm và chạy cũng rất là ngon, tiết kiệm xăng nữa. City thì chạy rất là bền anh chị ha. Những cái dòng xe Honda thì được đánh giá cao về cảm giác lái, bên ghế phụ này, ghế phụ còn đẹp tuyệt vời. Rồi chúng ta cùng qua hàng ghế sau nè, đây là hàng ghế sau. Nói chung là xe bên em lên hình á đều chuẩn ở đô nha, không có quay tua đâu, xe bên em lấy về thế nào thì ghi hình thế đó thôi, chất lượng xe thì các anh chị không cần bận tâm đâu. Đây ghế, đây là cái lớp sau thì riêng theo xe anh chị cũng còn dày lắm, mình vẫn sử dụng tiếp được anh chị nhé. Anh chị quan tâm đến chiếc Honda City Top sản xuất 2017 chạy 59.000 km trong tầm tiền là gần 400 anh chị, xe này bên em hiện đang là chào bán là 398, chốt 385 bao rút hồ sơ anh chị nhé. Anh chị quan tâm đến chiếc City này liên hệ với Duy ạ. Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.